Chồng em ở đâu đây mà tìm? Chồng em á,
đây này, nhìn đây này, cơ teo hết rồi. Tôi có mỗi một vợ mà còn cái nắm xương tà như thế này. Bây giờ rước con này về nữa, chắc được 3 ngày tôi xuống suối vàng như chơi quá. Chồng em đó. Đâu? Đâu? Kìa kìa. Đâu? Đâu? Làm gì có? Đó. Chồng con nó đâu mà tít tận mấy săn nữa kìa ông ơi. Là anh đang ở gì mà tệ mà bạc rửa chàng sao tình tình tan non tình tình vòng nhẹ nhàng
Anh cứ đứng đây để tôi vào tôi hỏi anh nó. Này hả? Thế em ngồi đây để làm gì? Em ngồi đây em chờ quan lớn của các anh ra. Em hát cho mi nghe. Chết 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 thật rồi. Anh ơi, anh làm sao thì làm chứ thế này là chết. À, anh nhớ ra rồi. Ông quan lớn của anh, ông ấy ở tiết bên kia kìa. À, đúng rồi. Ông ở cái nhà to to mà cao cao cái kìa. Vậy hả anh? Ừ, em sang đấy mà hát cho ông nghe. Ông sẽ cho em nhiều cái lồng bông. Ừ, nhiều tiền nữa. Vậy em đi nhá. Ừ. Đi nhá. Ừ. Bầu kìa. Con này cứ nói điều ba lát, quá là đứa thất tình. Thất tình hay thất gì thì cũng mặc kệ nó, chứ anh em mình quyết làm gì đổ ký bình sinh. Để làm gì? Đặng đi canh nơi khác. Đi canh nó kia bổ.